Kỳ Duyên lọt top 3 phần thi phụ dù có màn thể hiện nhạt nhòa. Kỳ Duyên gây chú ý khi lọt top 3 image trao dù có phần thi chưa được khán giả đánh giá cao. Mới đây, ban tổ chức Miss Universe Việt Nam đã công bố bảng thành tích của phần thi image trao. Theo đó, top 3 người đẹp xuất sắc nhất gồm Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Tường Linh. Kết quả này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng và được thảo luận xôn xao. Trong số 3 người đẹp, sự góp mặt của Kỳ Duyên trong top 3 đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Bởi trước đó, trong tập 1 của Miss Universe Việt Nam, Kỳ Duyên bị đánh giá là có màn trình diễn chưa tốt và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc cô có thực sự xứng đáng nằm trong top 3 hay không. Còn nhớ, ở phần thi trước, Kỳ Duyên bị công chúng đánh giá là khí nghiệp, hời hợt, không trau chuốt. Thậm chí, giám khảo Thanh Hằng đã thẳng thắn nhận xét rằng Kỳ Duyên có phần đơ cứng và thất tập trung trong phần thi của mình. Không chỉ bị chê về khả năng thuyết trình, vốn ngoại ngữ của Kỳ Duyên cũng bị đánh giá thấp. Phần hô tên của cô không thể hiện được sự nhiệt huyết và sức sống cần có, khiến người xem cảm thấy thiếu đi sự mạnh mẽ mà một ứng viên Miss Universe Việt Nam cần phải có. Trước những phản ứng từ cộng đồng mạng, Kỳ Duyên đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô chia sẻ rằng việc trở lại đấu trường sắc đẹp sau 10 năm là một thử thách vô cùng khó khăn. Hoa hậu Việt Nam 2014 thừa nhận, môi trường và mọi thứ xung quanh hiện tại khác xưa rất nhiều, nên thật sự là tôi hơi khất nhẹ, cần thời gian để thích nghi. Kỳ Duyên cũng khẳng định rằng cô không hoàn hảo và đang phải chịu áp lực lớn khi tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm cải thiện bản thân và cố gắng hơn trong các vòng thi tiếp theo. Với động lực lớn này, Kỳ Duyên hy vọng sẽ chinh phục được khán giả và ban giám khảo, tiếp tục tiến xa hơn trên hành trình Miss Universe Việt Nam 2024. Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Thời điểm mới đăng quang, người đẹp Nam Định từng đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi. Tuy nhiên, sau nhiều năm miệt mài hoạt động trong làng giải trí, cô dần chiếm được cảm tình từ người hâm mộ. Hiện Kỳ Duyên đã có chỗ đứng vững vàng trong làng giải trí Việt. Người đẹp từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại nhiều cuộc thi nhan sắc.